Mong sao quả đất hình tròn để cho trái đất vẫn tròn thế thôi. Đây là câu hát mà anh Huy hát từ nãy giờ bọn mình bị ám. Ôi, xin chào các bạn đã trở lại với Timothy. Và ngày hôm nay thì bọn mình có những cái món ăn nó được chế biến rất là đặc biệt từ thanh long. Chưa từng có, mà bây giờ đang rất là hot. Đó chính là những món ăn được làm từ thanh long. Vì dịch corona đang hoành hành ảnh hưởng rất nhiều tới nông sản Việt Nam, và đặc biệt trong đó có thanh long. Vì với mong muốn là giải cứu thanh long, thế nên là các nhà đầu bếp Việt Nam đã sáng chế ra một món ăn mới. Hôm nay là bánh mì thanh long và pizza thanh long. Thực sự đấy nhá, mình không bao giờ nghĩ ra được là thanh long có thể mix được với bánh mì hay là mix được với pizza như thế này nhá. Ví dụ như cái đồ ăn bình thường như là thạch hay là bánh kẹo gì đấy thì đã rất rất ít, gần như không có cái vị thanh long rồi. Đấy, thế nên là bây giờ mà nó mix được với đồ ăn như thế này thì rất là tò mò xem mà nó có vị gì khác hay là đặc biệt không ấy. Ở trên bàn hôm nay chúng mình có đó là ba loại pizza được làm từ thanh long đỏ. Pizza bò, pizza hải sản và pizza thập cẩm. Bên đây là bánh mì làm từ thanh long. Bánh mì lát này là thanh long trắng. Bánh mì tròn tròn này là thanh long đỏ. Mọi người muốn bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Bánh mì trước đi, nhạt trước đi. Bánh mì trước nhá. Bánh mì gối trước nhá. Bánh mì lát. Một bánh mì này tí nướng lên xong rồi cho quả trứng lên nhá, ngon nhá. Sáng giờ mình chưa ăn sáng. Em thấy mềm phết đấy. Lúc mà sờ thấy mềm. Dai ngon lắm. Những bánh mì bình thường thì nó có vị hơi mặn hơn một chút và nó ngậy hơn. Mình có thể ăn vã được mà sẽ không cần thêm cái gì khác đúng không? Đỡ bị bứ, đỡ bị ngấy hơn là nếu so với ăn bánh mì bình thường. Anh có thấy là cái vỏ bánh ấy ở đây ấy, nó đỡ cứng hơn và nó dai dai hơn không? Thường là mình là cái người mà không ăn được vỏ bánh mì gối bao giờ ấy. Nếu là cứng mình phải bỏ ra. Mà bánh này thì mình ăn được. Nó ngọt không phải ngọt vị đường đâu, mà ngọt kiểu hoa quả thật sự với mát mát anh ạ. Thôi rồi ăn. Ừ, ngon á. Và bên giữa nó cũng khá mềm, ăn mứt thì hợp. Ừ, mứt thì hợp. Ừ, ăn với mứt, ăn với rồi. Mứt thì bơ. Mứt thì là nó có một cái khó chịu ở đây khoảng răng bị cắm vào cái hạt ấy. Thì em mua thêm về ăn sáng. Ờ, ủng hộ bà con. Ăn sáng được. Thỉnh thoảng em lại bị kiểu thèm ăn bánh mì gối ấy, ăn bánh mì không ấy. Nó ăn bánh mì gối nó cảm giác là nó dễ ăn hơn là bánh mì bình thường. Dễ nhất. Bánh mì có một cái là hay tắc cổ. Ok. 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 Thế đến loại thứ hai là bánh mì làm từ thanh long đỏ. Bên trên này là cái gì ta? Này, cho anh đúc cái to nhất này. Anh ơi, cái này thì sẽ là nhân thanh long à? Ô, nó có nhân gì ở giữa ấy? Chắc là nhân thanh long ấy. Ui, có nhân luôn này. Nhân mứt thanh long ha. Cái bánh này ấy, ở giữa nó có nhân gì ấy, rất là dẻo luôn, màu cam. Dẻo lắm ấy. Mà rất là thơm, thơm kiểu thơm bơ sữa giống như kiểu bánh quy ấy. Thơm bơ sữa, thơm giống kiểu bánh quy nhỉ? Đặc luôn. Cái nhân này anh nghĩ là không phải thanh long không? Kiểu cái vỏ thanh long thôi. Nhân ăn được kiểu mứt, nó ngậy ngậy, không quá ngọt, ăn kiểu dễ chịu. Những cái kiểu vỏ bánh em không thích nhân, em thích vỏ. Lộn. Ăn giòn giòn, hay hay. Không có nhân ăn nó dai dai cũng ngon lắm. Cái vỏ giòn giòn mà cái nhân ăn dai dai. Bánh này vị rất giống như cái bánh mà hồi bé anh hay được ăn. Anh không biết luôn. Rồi nó sẽ nhìn nữa anh ngò lại. Đây này. Càng ngon thì thấy ngon anh ạ, nó cứ dẻo dẻo cuốn cuốn ấy. Em lại thích cái nhân, bây giờ em thấy ăn được một miếng đẫm nhân luôn ấy. Cái nhân nó dẻo dẻo, thích lắm ấy. Ăn nó bị sướng răng các bạn. Ăn thử bánh mẹ đi. Em nghĩ là bánh mẹ sẽ không có nhân. Cóc nhá. Mà bánh mì bình thường thôi. Thôi, em bỏ qua, nhìn thấy bứ rồi. Nó rửa đấy. Nó rửa đấy. Mùi khó là bánh mì gối. Giống bánh mì gối. Nhưng cảm giác khá là nhạt á. Cái này hình như là chị để ăn với những cái món mặn như kiểu là bánh mì sốt vang ấy. Nó là kiểu kẹp nhân ở giữa nhỉ. Cắt đôi ra xong rồi kẹp cho nhân ở giữa. Cái hamburger ấy. Cái hamburger ấy. Mặn đúng không? Không mặn cơ, bánh nào cũng ngọt. Ăn nó không khác gì mấy so với cả cái bánh mì mì gối. Nhưng mà bánh mì gối thì như là làm bằng thanh long trắng. Trắng, thanh long đỏ. Nhưng mà ăn khác nhau lắm. Không khác nhau lắm. Hơn, vẫn hơi có cái vị ngọt ngọt ở vỏ. Nhưng mà cái này ngọt nhạt hơn, cái này thì sẽ ăn được với những đồ mặn. Được. Nói chung là bánh mì chúng mình thấy khá là được, ổn ha. Ừ, nhất là cái bánh bé, đây cái bánh này. Hello. Bánh con. Tổng kết lại về bánh mì thì chúng mình thấy là khá là ngon và rất là ưng. Hài lòng. Hài lòng. Được. Ngon đấy. Bây giờ đáng mong chờ nhất là pizza này. Ăn pizza hải sản trước đi cho đỡ tanh ha. Nguội hết cả rồi. Chưa xìa, chưa xìa. Cái gì? Em vừa nói từ đấy. Từ gì? Chưa xìa hả? Chưa xìa tiếng gì á? Mùa sư trung của rắn. Pizza đế nó màu hồng. Chắc là dùng bằng thanh long đỏ rồi. Thì cả phần dưới này nó cũng hồng này. Hồng màu rất là đậm luôn nhá. Nãy em còn thắc mắc là tại sao nó màu đỏ rồi này. Hay là cho phẩm hóa ra là em quên mất cần một loại thanh long đỏ. Nhìn ở ngoài mắt thường nhìn vào ấy, nó giống như kiểu mấy cái đồ chơi ngày trung thu ấy, nhìn nó hơi nhựa nhựa. Không, cái giống mấy cái đồ đấy co hơn. Kiểu kiểu ví dụ shop chụp lookbook quần áo ấy, rồi cái gì pizza hồng ấy, đáng yêu mà. Hồng này giống hồng ở cái đầu diêm thống nhất. Kiểu đấy. Cái này thì làm thế cả mặn ấy, sao thanh long làm mặn vậy? Là do mình để nguội hay là bánh này cứng thật đấy? Nghĩa là nếu mà nói về cái phần đế thanh long thì nó ăn không khác gì đế bình thường, thậm chí ăn nó còn bị cảm giác là khô bở, hơn. Bở hơn. Khô hơn, khô và bở hơn so với đế bình thường. Hải sản hơi nhạt. Nhạt. Pizza đấy hơi nhạt. Khá nhạt. Em vừa ăn cái đoạn viền ngoài này.
không mồm. Nhưng mà cái pizza này, cái chất bột của nó đã không tốt rồi. Nó bị bở và nó khá là khô này. Ăn nó không thơm cái pizza. Nhưng mà bởi vì topping nó không ngon nên thành ra phải để nó thêm phần không ngon ấy. Bình thường á, không đặc biệt cả. Không đặc biệt cả. Thôi hay thử thang kia thêm ngon hơn không? Đây là pizza bò. Như vậy là thanh long, pizza thanh long mix với hải sản không hợp cho lắm. Thế nhưng mà cái kiểu pizza mà nó phải kiểu nó mềm oán xong rồi nó đổ xuống như này này. Ăn nó ngon, nó juicy, nó mềm ý. À rồi em phải thích nó mềm oạt, nó cụp xuống, em không thích nó cứng à. Bà nào có ý định là tìm hiểu thư thì ngon. Không phải ngon xuất sắc nhưng mà đỡ hơn. Tôi ăn thì ăn. Cái phần topping của nó có vị hơn là so với cả cái hải sản ấy, nhưng mà cái đế nó vẫn thế à? Đế vẫn thế, đế vẫn cứng. Quay lại về cái chất lượng bánh thì thôi, cái giá tiền của một cái bánh này nó cũng không phải là một loại bánh nó đắt tiền. Cái bánh này nó chỉ vài chục nghìn một cái thôi. Cho nên là thực sự mình cũng không kỳ vọng quá nhiều gì ở một cái chiếc pizza 55.000 cả. Thứ nếu như mà cái đường thay đế rồi thì cũng ngon hơn. Em mất sức rồi, em bị nhai mỏi răng thôi. Ăn được cái pizza thứ ba. Bên trong thì phần nhân thì vẫn khá là tươi nhưng mà phần pizza thì khô quá, khó ăn, không hợp nhau nhỉ. Anh bắt đầu với có mùi rồi à? Cái đấy nó có mùi đấy. Mùi gì? Không, mùi thanh long, mùi nó hơi thơm thơm, mùi nó hơi kiểu thơm kiểu không hợp ấy. Tại vì nó thơm kiểu thơm ngọt. Thơm kiểu thơm ngọt mà cái phần nhân của nó thì lại mặn. Nhân mặn, nó không hợp nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang pizza thập cẩm. Pizza thập cẩm mình mà nhìn như pizza chay ấy. Thấy toàn súp lơ với cả ngô. Theo thì em ăn miếng súp lơ nhá. Khi ăn súp lơ à? Không, em cố vứt bát lại một tí heo thì đeo khẩu trang. Bây giờ anh người đeo khẩu trang phải là em. Ôi, anh biết sao không? Hết người bị rồi, khỏi hết rồi. Hết bị an toàn luôn. Ăn đi. Ăn đi, có khi ở đây là cái pizza cuối mình được ăn. Thử cái mồm đến người. Cái thẩm cẩm này nó có vị bacon à? Nó là bacon mà. Có thịt nguội, không có bacon. Có pate. Có thịt nguội đấy, không có bacon. Có rau súp lơ, có ngô. Anh tưởng bacon là thịt nguội. Ai ư nhỉ? Các bạn này nhá, mình áo kinh. Không cắt. Thật đau đầu quá. Mọi người nói về chuyện là bánh nó ăn được nhất thì mình thấy là bánh bò này ăn là ok nhất. Đúng rồi, số 1 cho bò. Ăn khó ăn nhất là phải ăn phải sản. Không cố nữa. Chịu. Trước khi tổng kết cho số ngày hôm nay thì em sẽ nói qua về giá. Trước thì là giá của 3 pizza này, của mỗi cái sẽ là 55.000. Và giá của tổng số bánh mì này là 50.000. Thì theo dự đoán thì là bánh mì gối là 20.000. Và bánh còn lại thì là 10.000 mỗi cái. Chuẩn rồi đấy, anh mua đúng giá đấy. Giỏi. Thì anh chị thấy cái nào ngon nhất? Cái bánh dai dai dẻo dẻo á. Cái bánh tròn tròn đấy, dẻo dẻo ấy. Em ưng cái đấy nhất. Hello. Cái mì ngon. Bắt đầu thì thấy ăn hơi lạ anh xoăn với càng sau càng cuốn. Nói chung là tất cả đồng bánh, bánh mì gối, bánh mì tròn thì bọn mình ăn đều cảm thấy là rất là ok. Thanh long thì mix với bánh mì ngọt sẽ hợp lý hơn. Còn mix với đồ mặn thì nó hơi ngang ngang. Thế bánh nó không được dẻo. Nope. Em nghĩ là dẻo hay không là do cái chỗ đấy làm ấy. Không nha, em lại nghĩ khác. Em lại nghĩ là cái thanh long ấy nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của vỏ bánh. Có khi là sau cái đợt lần này thì có khi bánh mì thanh long lại hot lên. Đúng rồi. Thì ngon lắm, ăn khá là vừa miệng, hợp lý. Hoặc là có thể là sau này thì sẽ có thêm nhiều loại bánh hoặc là nhiều loại thực phẩm được kết hợp với thanh long hơn. Thanh long, đặc biệt là thanh long. Rồi, và đó là những cái trải nghiệm của mình về những cái món ăn được chế biến từ thanh long để gọi là giải cứu nông sản. Giải cứu nông sản Việt Nam. Nhưng mà hôm nay mà mình không mua thanh long bên để ăn nhỉ, là sao nhỉ? Kỳ ghê ta. Ồ, quên mất. Ở khi mình ăn hẳn một quả thanh long còn được nhiều hơn chỗ này. Sao ta? Thôi đi, bà đi mua thanh long đi. Rồi, nếu như các bạn mà có những cái món ăn gì mà có thể được chế biến và kết hợp cùng với cả thanh long mà bọn mình chưa biết đến thì hãy comment ngay ở phía bên dưới. Để mình ăn tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, share và subscribe cho channel và ủng hộ team Mu Tê để bọn mình tiếp tục trải nghiệm cái món ăn nữa thì kỳ quái ấy, mọi người cùng biết nhá. À, bật mí cho các bạn, số sau bọn mình sẽ trải nghiệm một loại thực phẩm vô cùng đặc biệt, ẩm thực mang văn hóa Triều Tiên. Này hot đó. Cái phim Crash Landing on You ấy. Crash Landing on You. Đấy. Và mình quyết định là ngày mai bọn mình sẽ đi ăn đồ ăn Triều Tiên, nên là mọi người nhớ subscribe cho channel để hóng những video tiếp theo của mình mới nhất nhé. Bye bye. Annyeong.